Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin gửi tới mọi người một video giới thiệu về sản phẩm, đó chính là đèn pha của Kia K2700, K3000. Đây là sản phẩm hàng liên doanh cao cấp nên anh em có thể nhìn được này, cái lớp kính bên ngoài của nó rất chi là dày dặn. Anh em đừng thắc mắc là tại sao có cái lớp cái lớp ni lông này nhá, cái lớp ni lông này là nó bảo vệ cái mặt kính khi nào mà chúng ta đây, khi nào mà anh em lắp thì anh em hãy lột cái ni lông này ra để cho nó tránh bị bẩn, nó không bị xấu, không bị xước. Đây là phía mặt ngoài của nó là một lớp kính này. Trong đèn thì đã có bóng đèn luôn rồi anh em nhé, bóng đèn luôn này. Đây, phía sau của đèn đấy, phía sau của đèn này là một cái chụp để bảo vệ này. Có open là mở, close là đóng, open bảo vệ cái đèn bên trong này. Đây là cái đuôi đèn, đây cũng là đuôi đèn bởi vì nó có hai bóng đèn mà. Đây là người ta hướng dẫn được sản xuất từ nhựa PC cao cấp này. Bóng đèn sử dụng bóng đèn pha của nó là H4 12V 60/55W này. Đây khóa này, mở đây. Đây là các cái chân để anh em, đây là các cái chân để chúng ta bắt vào cái giá, đỡ chỗ cái cản trước. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người, đấy là cái hình ảnh sản phẩm đèn pha của Kia K2700 và K3000. Cảm ơn anh em đã cùng xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người.